Hôm nay mình đi quay cho quý vị và các bạn biết một cái cây thuốc chữa về xương khớp cực kỳ tốt. Và sẽ phải trèo trên này. Đấy. Xem có trèo không đã. Cây này là một cái cây thuốc chữa được đau nhức xương khớp này. Rồi là liền xương này, tạo mua sụn này. Rồi là chữa được cả bệnh gút nữa. Ây da. Đây rồi. Đây rồi. Quay từ từ cho các bạn xem và nhận dạng của cái cây này. Mình có bỏ ra được không nữa. Cây này thì lương y cũng sử dụng rất nhiều chữa về bài về xương khớp. Rồi, đến đây rồi. Cây này nó chuyên bò lên đá này. Rồi chuyên bò lên các cây để nó sinh sống này. Cây này nó có tên là cây cơm lệnh. Đấy. Còn đi các đồng bào dân tộc thì nó gọi cây chân dép, tại vì là cái dây, cái rễ của nó bò như con dép ấy. Đấy. À, chuyên sử dụng về chữa về các bệnh về xương khớp, đau lưng này. Đấy. Rồi là xẹp đĩa đệm này. Rồi thoái hóa xương khớp này. Sử dụng cái dây cơm lạnh này là rất tốt này. Đây. Đấy. Còn có tên nữa là dây tràng pháo này, tại vì nó như một cái bánh pháo ấy. Đấy. Cái dây này thì để mà sử dụng nó thì cứ mang về băm phơi khô, sấy khô là dùng được, chứ không phải bào chế theo cái phương pháp nào hết cả. Đây đây xem, đây bên này quay nó dễ hơn. Có rất nhiều bạn hỏi mình là những cây thuốc vị thuốc Việt Nam tại sao nó rẻ tiền? Tại vì đây là một cái cây thuốc mọc tự nhiên và mình mang về sơ chế, bào chế để làm thuốc thì nó cũng rất rẻ tiền thôi, nó không đắt tiền. Đây ví dụ như thế này thì mình cũng mang về cho dân đi khai thác và mình mua lại của dân, hoặc là mình đi mua lấy như này mang về để bào chế và chữa bệnh. Đây, đây là cái dây tràng pháo hay là dây cơm lệnh. Đấy. Hay là gọi là dây chân dép. Đấy. Nó mọc như cái chân dép này này này. Thì đối với mình thì luôn luôn tìm những cái những cái vị thuốc, cây thuốc mọc tự nhiên có nhiều để phối hợp cho những thang thuốc nó thứ nhất là thuần tự nhiên này. Thì thứ hai nữa là để cho những cái thang thuốc vị thuốc nam nó thuần cực kỳ tự nhiên. Thì còn cái cây nào mà nó hiếm quá thì lương y mới phải trồng thôi. Đấy. Đây, đỉnh đi quay cho quý vị và bạn xem này. Đây. Đây, phải nói là cái cây này là một cái cây thuốc cổ truyền, gia truyền. Rồi là trong sách thuốc cũng có. Và phối hợp để làm thuốc từ cái cây cơm lệnh, hay còn gọi là dây tràng pháo. Vì nó chữa về bệnh xương khớp thì cũng rất tuyệt vời. Tại vì mình chuyên sử dụng về các vấn đề về bệnh xương khớp này. Đấy. Chữa về bệnh xương khớp. Và đối với mình thì công ty cây dược liệu Loa Hiên thì luôn luôn tìm những cái thuần tự nhiên nhất để làm ra sản phẩm tốt nhất chữa về bệnh xương khớp này. Rồi là gút này. Rồi là liền xương này, tạo mô sụn này. Đây thì tất cả những cái cây thuốc các bạn nhận dạng như thế này. Tất cả những cây thuốc mà nó mang cái hình hài như là cái xương của người thì luôn luôn nó trị về các bệnh về xương. Đấy, nó như cột sống. Đấy, nhìn này nó rất dễ. Nó như cái cột sống của con người. Đấy, như cột đốt như thế này. Đốt như thế này. Là những cái cây trị bệnh tốt nhất về xương khớp. Đấy. Đấy thì đây là một cái dây cái thuốc mọc tự nhiên mà ở Việt Nam thì cũng chưa có ai trồng. Mà đây là một cây thuốc được dùng nhiều trong các thang thuốc nam, rồi là những thang thuốc của các đồng bào dân tộc, là có những cây này chữa về bệnh xương khớp. Đấy. Và nó cũng rất hiệu quả. Đấy, muốn chia sẻ với quý vị và các bạn biết là nếu mà ai mà không có điều kiện mà đi đâu thấy cái dây này
thì lấy nó về băm và phơi khô đun uống hàng ngày. Đi đun uống hàng ngày cho mình nếu đau nhức xương, rồi là dẹp đĩa đệm, hay là về bệnh gút, nó uống và nó cũng thuyên giảm và sẽ khỏi. Thì Lương Y muốn chia sẻ những cây thuốc hay dòng độc vị và dùng một vị, tại vì là những cây thuốc này thì các bạn có thể kiếm được rất dễ, nó mọc ở rất nhiều nơi. Chứ còn nếu mà phối hợp với các cây thuốc, thang thuốc với nhau thì nó là một hẳn một quy trình và quá trình của nghề làm thuốc, với sự thể trạng mỗi người phù hợp và thể trạng một cây thuốc khác nhau. Nếu để phối hợp thuốc thì phải có một người chuyên vào làm nghề thuốc và biết được cái thể trạng của những người bệnh nhân. Thì đây là một cái cây thuốc mà mình Lương Y muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn biết là ai đau nhức xương, rồi là thoái hóa xương khớp thì dùng độc vị một cái cây này. Thì liều lượng uống độc vị thì 25-30 gram, liều lượng khô cứ băm về rửa sạch trong băm về đun nước uống thôi, tất cả các bệnh đều thuyên giảm. Còn muốn thuyên giảm và khỏi nhanh thì phải phối hợp với các thang thuốc và vị thuốc có đủ quân thần tá sứ thì chữa bệnh nó mới tốt hơn. Những cái sản phẩm của công ty mình thì là phải nói là cực kỳ thuần tự nhiên. Ví dụ như cây gối hạc mình cũng trồng vài hecta. Trong vấn đề về xương khớp thì công ty của mình thì trồng mỗi cây gối hạc đấy, vài hecta để sử dụng làm thuốc. Thế còn đâu ngoài là toàn khai thác tự nhiên. Lý do là bài thuốc của mình nó rẻ tiền, chỉ hiệu quả tốt, tại vì những thang thuốc này nó rất thuần tự nhiên. Đấy, cực kỳ thuần tự nhiên. Đây như các bạn thấy toàn núi rừng. Và những cây này thì đây là một cái bãi bờ người ta phát làm thuốc thôi. Chứ còn như lên những cái đỉnh núi kia, sang những cái eo kia. Đấy, thì nó mọc có những cái chỗ vùng phân bố của nó mọc cả rừng luôn. Đấy, thì cứ thế là mình cho dân đi khai thác về mình chẳng làm thuốc, và mình cũng có một cái xưởng nấu cao là công nghiệp. Đấy, cứ 1 tấn nguyên liệu trên một ngày. Đấy, thì mình cũng muốn đi gặp ở đây, thấy cây thuốc tốt, mình muốn quay cho các bạn biết. Và nhiều bạn hỏi là thầy ơi, có những cây thuốc nào mà chỗ em có dùng độc vị để hỗ trợ cho em không? Thì đây là mấy cái cây thuốc mình cũng trả lời luôn, từ cái video này mình cũng trả lời cho bạn ấy rằng là đây, cây này bạn đau nhức xương này, xương này, rồi là đau nhức lưng này, thoái hóa này, sẹt vế đệm này, thì phải dùng cái cây này cũng tốt này, dùng độc vị thôi. Đấy, đun nước uống hàng ngày. Đấy, nó cũng giúp cho cái thể trạng của người nó sẽ tốt lên. Về cái về vấn đề là xương khớp, tôi Lương Y thì cũng luôn luôn sống ở rừng núi, rồi là làm những cái bài thuốc gia truyền, rồi là cổ truyền để lại những cái thang thuốc và vị thuốc. Thì những cái cây thuốc tốt thì Lương Y hay chia sẻ cho quý vị và các bạn biết và sử dụng. Thôi thì Lương Y cũng xin phép là cũng muốn dừng tại đây. Và xin chào quý vị và các bạn xem những cái video cây thuốc, cây cỏ tự nhiên. Thôi, đây là một cái video chữa bệnh xương khớp. Thôi xin chào tất cả quý vị và các bạn.